đi. Đó là một chiếc xe Honda Cup, Super Cup 50. Rất là đẹp, rất là mới. Mà để cho nó chi tiết hơn thì chúng ta thấy cái bản ra. Thấy cái bản ra để các bạn các chị coi cho nó đẹp hơn. Tuyệt đẹp. Rồi, xin cảm ơn. Rất là đẹp. Còn ghế nữa là cũng có một chiếc cúp nữa, nhưng mà
tất cả là còn nguyên xe luôn. Xe gì em xin chỉnh hết. Em này mang biển số 59D2 66259, và với chiếc xe này đời sau rồi nha các bạn, đời này là đời sau rồi đó, đời 97, và với chiếc cúp 70 Super Cup 70 đời 97 này thì mình mong muốn bán với giá là 48 triệu, 48 triệu cho chiếc xe cúp tuyệt đẹp này luôn, đầu nồi chín chưa rớt luôn, đây là nguyên bản luôn, nguyên bản sạch sẽ. Rồi em xin cảm ơn. À, kế nữa là em xin giới thiệu các bạn các chị chiếc xe Honda Future Neo. Honda Future Neo. Với một cái chiếc xe Future Neo tuyệt đẹp này, em này nó có màu đỏ đen. Future Neo màu đỏ đen tuyệt đẹp. Honda Future Neo FI màu đỏ này nhìn nó rực rỡ, nhìn nó tươi tắn,
D3-19550 thì với chiếc xe Future Nail màu đỏ FI, bên đẹp này xe zin, đầu nồi chưa đốt này thì mình mong muốn bán với giá là 45 triệu. Xe này là đời cuối 2008 nha các bạn. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều. Rồi, còn kế nữa là em xin giới thiệu, em xin giới thiệu với bạn các chị chiếc xe mà hôm nay là quay như thế nào, quay thái nha các bạn. Đó, quay rất đen. Đây, quay thái lóc đen màu xanh vỏ dưa. Tới nữa thì mình mở ra một lần nữa mình kiểm tra để cho nó yên tâm ha các bạn. Và muốn test cái kiểu sao cũng được đó. Và với chiếc xe Honda Future X này á thì là xe nó sạch sẽ liền lạc, máy móc thì êm máy. Future X FI phun xăng điện tử, bánh mâm bánh đĩa, mang biển số là 59D3-11145. Và với chiếc xe Future X này thì mình mong muốn bán với giá là 33 triệu. Rồi em xin cảm ơn. Rồi kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các vị chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Future Nail thường. Đó, đây là chiếc xe Honda Future Nail màu đỏ, bánh trầm thắng đĩa. Thank you.
chiếc clip này thì em nói là hồ sơ cầm tay luôn đó. Thì với chiếc xe Honda quay chiếc clip này thì mình muốn bán với giá là 26.500 nha các bạn. Rồi, 26.500 chiếc xe Honda quay chiếc clip này đó, rất là đẹp. Kế nữa là giới thiệu với mọi các chị cũng cho ít nhưng mà là bánh căm thắng đùm. Em xin giới thiệu với mọi các chị đây là chiếc xe Honda Future X màu đỏ nhưng mà bánh căm thắng đùm. Chưa rớt thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá 25 triệu cho chiếc xe Honda Future. Xe này thì tầm bình thường các bạn, nên giá nó mềm. Rồi, kế nữa là mình sẽ giới thiệu tiếp một chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Way ZX mà bánh căm thắng đĩa, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn. Hai xe được hai xe ZX. Cái đầu nó đẹp ghê không? Số là 59K136512 và với chiếc xe Honda Way ZX này thì mình mong muốn bán với giá là 28 triệu nha các bạn. Rồi, và kế nữa là một cái chiếc xe Honda Future X FE phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa, xe zin tuyệt đẹp nhưng mà là hồ sơ cầm tay luôn, sẽ được hồ sơ cầm tay luôn. Với chiếc xe này thì khi các bạn các chị tới là mình cho bấm biển số liền luôn đó. Rồi ok đó. Ngoài ra còn khá là nhiều những cái dòng xe đó nữa nhưng mà giới thiệu nhiều quá là nó cũng xem như nhau thôi. Thì ở đây cuối nữa là mình giới thiệu với các chị ba chiếc xe Future LGT. Quay tượng trưng đi các bạn ha. Đó, đây đi, cái chân em dọn đây. Thì với chiếc xe Future LGT bánh mâm thắng đĩa này thì mình mong muốn bán với giá là 31 triệu nha các bạn. 31 triệu cho chiếc xe Future LGT tuyệt đẹp luôn đó. Và cảm ơn các bạn các chị rất nhiều, như em đã vừa á còn khá là nhiều đó, còn khá là nhiều cái dòng xe có gì là các bạn chỉ có biết thì nó sẽ dễ hơn, như là để mình làm mình test các kiểu luôn thì mình thoải mái. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều nha.
khi nào các bạn các chị cứ tới mình trải nghiệm, mình thử, mình test, mình vừa ý rồi chúng ta cùng làm giấy tờ, làm giấy tờ xong xuôi hết cho khách hàng xong rồi mới là giao về tận nhà cho khách, rồi lúc đó mới là chuyển tiền sau cùng nha các bạn.